Hello anh em, hôm nay tôi sẽ review cho anh em quán ăn cà ghi cay 484 anh em nha. Mình đi vô quán thôi. Anh em ơi, menu. Đây là menu. Gà 35. Gà 35. Anh ơi, cho em một phần gà mà. Một phần gà mãi đi. Gà mãi cay nha. Đây mình ở Cà Mau anh em nha. Đây tôi sẽ tìm ăn, tôi nằm tôi dò trên bản đồ nên sẽ đồ ăn gà anh em ơi. Đồ ăn gà anh em ơi, đây là bánh tầm xíu mại với gà cay anh em nhé. Bánh tầm còn bánh tầm to quá. Thịt gà nè, xíu mại nè. Gà ăn thử anh em ơi. Tôi đi có một mình nên tôi sẽ quay những cái khúc này cho anh em xem thôi. Có cả huyết nữa. Chưa biết vị như thế nào. Vị cà ghi rất là lạ, quá lạ luôn. Cà ghi này giống như tôi mới ăn lần đầu anh không? Má gì ngon ngon anh em ơi. 35.000 cộng bánh tầm như cộng bún như cộng mì tươi vậy anh em nhỉ. Dạ ăn thử miếng xíu mại không. Chấm với nước cà ghi, chấm đều nước cà ghi cho nó như thế nào, chấm đều nước cà ghi. Được phết anh em nhỉ, ngon ngon anh em ơi. Anh đang xem video của tôi thì nhớ like subscribe nha anh em. Cảm ơn anh em nha. Rồi tôi sẽ cố tiếp tục ăn hết này. Mà cái mùi cà ghi á nó không giống như những cái món cà ghi ở nhà mẹ tôi hay nấu. Cái mùi rất là ngộ nha. Mùi nó kỳ kỳ lắm. Mùi không phải là kỳ mà lạ nữa mà. Lạ. Mà ok á.
Blue Zop anh em, ngon nữa, ngon chứ. Anh em Cà Mau, đi Cà Mau thì ghé ăn bánh tằm cà riêu. Tại tôi thấy tên nó lạ quá nên tôi đi tìm. Đó rồi anh em ơi, còn giác mà tính ra cũng được 35.000 ngon à. Tôi là không có tìm hiểu. Chị thấy gần hơn mà phương trên thần đừng nên mặc áo trắng khăn món này nha.